Tôi có viết một cái bài lý giải về cái trường hợp tại sao dòng phim hình sự nó thất bại tại Việt Nam, mặc dù trên thế giới thì đấy là một những dòng phim mà nó mang lại nhiều doanh thu nhất, mang lại rất nhiều cái vai diễn kinh điển cho những cái diễn viên nổi tiếng. Việt Nam thì fail liên tục. Thì tôi khi mà tôi viết một bài trên báo Tuổi Trẻ, sau đây có một cái tôi đọc một cái ý kiến comment của độc giả, thì họ nói rằng là phim hình sự Việt Nam ấy, tại vì chưa xem thì biết thế nào là thiện cũng thắng và phe tiền cũng cần về đấy. Một câu ngắn gọn về thôi, về tôi nghĩ rằng tất cả phim hình sự Việt Nam tôi xem là một đều như vậy, nó đều là như vậy, tất cả đều là những bài học cuộc sống mà nó khá giáo điều, khóa cũ kỹ, nó không mang lại một cái thông điệp mới cả, không mang lại một cái hình ảnh, một cái nhân vật nào mới cho khán giả cả, và nó thất bại. Rất là lắm quá. Thật ra là rất nhiều người chờ đợi một cái sự khác đó. Có nghĩa là tôi nhớ trước khi hàng loạt cái phim crime ra, thôi tôi không có tiện nhắc tên, thì trên báo chí và cũng như trên Facebook họ cũng rất là chờ đợi và họ nói là ồ, đây cái phim này lạ quá, mình coi rom com chán rồi, bây giờ mình sẽ có một cái món mới đây, nhưng rốt cuộc nó vẫn không thành công. Theo chị Trương Công Ánh thì chị giải thích cái hiện tượng này như thế nào? Một thứ mà người ta rất chờ đợi, rất thích, rất mong mỏi nhưng rốt cuộc lại không thành công. Thực ra thì các nhà làm phim và các đạo diễn á, theo Ngọc Ánh nghĩ là đều có một cái sợ lo ngại gì đó về phần kiểm duyệt. Có những cái twist ở này kia rất là hay ho và cái kết mở hay là cái kết nó hơi trái chiều một chút thì cuối cùng lại vẫn phải thu về cái chuyện là làm sao có một cái thông điệp nó rất là xuôi. Và nó mang tính chất giáo dục, nó mang tính chất là dạy dỗ để cho người ta cảm nhận những cái tốt, chẳng hạn như vậy. Thì bản thân là có những cái câu chuyện Ngọc Ánh cũng muốn thay đổi và muốn làm khác nó đi. Thế nhưng mà cuối cùng là vì cái tâm lý mình lo. An toàn đã mà. Thì đó cũng là một cái tâm lý mà các nhà làm phim, các nhà đầu tư và đạo diễn họ cũng lo ngại. Phải không anh? Đúng rồi, người ta dễ đoán là đúng rồi, tại vì ở Việt Nam mình đó là ở nước ngoài họ cũng làm phim về về giấc mơ như là Inception đồ này chẳng hạn, nhưng mà khi mà Việt Nam mình mà làm phim về giấc mơ á thì thường là nó là phim ma. Không, thực sự ra mà thành muốn chia sẻ cái này cũng rất là chân thành, tại vì thành thấy rằng là bây giờ thế giới nó đổi mới rồi. Rất thích từ mới của Caddy nói ở đây. Chúng ta phải nhìn nhận mọi thứ mới đi. Nếu chúng ta không nhìn mới thì mọi chuyện nó sẽ dậm chân tại chỗ. Tại vì vạn vật nó sẽ tiến lên, theo một cách nào đó nó sẽ di động. Thì mọi khi nó đang tiến lên, nếu chúng ta dừng lại, chúng ta không mới nữa thì chúng ta đã thụt lùi so với vạn vật rồi. Chứ đừng nói chúng ta bước một bước lùi ra đằng sau. Thì Einstein nói, không phải Trấn Thành nói, Einstein đã nói là phải biết nghĩ khác những gì người khác nghĩ. Chúng ta cứ bằng lòng với cái này thì không bao giờ có cái khác. Tại sao cứ phải là cái người này bị bắt thì chúng ta mới nhận ra à người này phải bị trừng phạt? Dạ không. Tại sao không nhìn vào một cái thực tế của xã hội rằng là à có những cái thứ xấu xa này nó đang lên ngôi nè, mình làm gì với nó gì? Thì cái góc nhìn đó cũng giáo dục mà. Tại sao cứ phải là cái thứ xấu xa đó nó phải bị trừng phạt? Thì mình mới nghĩ là nó bị trừng phạt, mà mình nhìn ở ngoài đời là nó đã bị trừng phạt chưa? Hình như là chưa. Thì tại sao mình không mang những cái gì thật nhất để người ta có thể thấy à nó đúng, mình cảm. Hãy nhìn nhận lại về cách chúng ta giáo dục con người qua điện ảnh. Làm phim mà. Phim là chiến sĩ của tâm hồn. Chúng ta giáo dục con người, chúng ta sư phạm con người qua văn hóa, qua hình ảnh, thì đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cái cách mình suy nghĩ về thiện và ác. Anh Trấn Thành làm tôi nhớ đến cái phim Vô Gian Đạo, phim Infernal Affair, một cái phim Hồng Kông cực kỳ nổi tiếng. Thì cuối cái phim đó cái nhân vật mà ác nhất á thì họ không trả giá gì cả. Và họ được đám đông tung hô, họ bước ra như một người anh hùng và phim kết thúc ở đó. Và cái phim đó Hồng Kông đã làm cách đây mười mấy năm, gần 20 năm rồi thì phải. Đã được remake lại tại Mỹ. Và đã được Oscar. Giải Oscar. Và năm nay đó, nay vậy mà ai cứ người chơi ta phim vừa remake. Nhận một giải Oscar diễn viên xuất sắc nhất với Joker. Và diễn ác kinh điển của thế giới, và người ta đang tôn vinh, mọi người nghĩ là đang tôn vinh cái ông ác. Dạ không, người ta đang lý giải một con người tại sao ác, tại sao người ta phải trở thành con người này. Nó có quá nhiều cái điều hay ho để chúng ta xem.